Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, gặp thời phất mạnh, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nhất dùng. Thứ nhất con cái thuận hòa, thứ nhì có một ngôi nhà ấm êm, thứ ba sức khỏe vững bền, thứ tư không nợ, ngày đêm yên bình, đời có lúc nhục lúc vinh. Miễn sao mình thấy lòng mình thảnh thơi, mỗi người chỉ một cuộc đời, bằng lòng với những gì trời cho ta hạnh phúc là ở mỗi nhà, tích nhiều công đức là ta đã giàu. Dân thưa quý vị, sống ở đời ai cũng hiểu sao giá trị của tiền tài là quan trọng, nó chi phối hầu hết những tất cả mọi mặt của cuộc sống, giữa người với người cũng là anh chị em ruột đó thôi. Nhưng người thì nghèo rớt mồng tơi, kẻ thì giàu sang, của cải không biết cất đâu cho hết, là con cái do cha mẹ sinh ra, nuôi nấng lên người đó. Nhưng vì miếng đất, căn nhà mà nhiều người cũng sẵn sàng chửi mắng, đánh đập, thậm chí là đuổi cha mẹ mình ra đường, hòng chiếm hoặc lấy tài sản. Nói đến đây thì chợt xác nhận ra lời tiên tri chính xác, gây chấn động giới tử vi học về cuộc đời của người tuổi Canh Tuất 1970. Đúng trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch với nhiều thông tin hết sức bất ngờ, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới số mệnh của người tuổi này. Nếu biết trước thì chắc chắn sẽ giàu sang, sung sướng, công danh thành toại, tiền về ngập két, cả đời an nhàn hưởng phúc trời ban. Nhưng nếu như lỡ duyên nhà trời, thì cuộc sống sẽ lắm gian truân vất vả, về già cũng khó có được yên thân, mất mát tứ bề nhiều phía. Vậy lời tiên tri chính xác đó là gì? Cuộc đời người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này cụ thể sẽ ra sao? Trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay nhé. Thưa quý anh chị, bước vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm 2024, với sự xuất hiện của Thiên Can Ất và Địa Chi Hợi, mang đến một bức tranh rõ nét về vận mệnh của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Sự kết hợp giữa Ất, Mộc và Hợi, Thủy không chỉ ảnh hưởng đến tài lộc, sự nghiệp mà còn tác động sâu sắc đến sức khỏe và tình cảm của bản mệnh. Hãy cùng khám phá những điểm nổi bật trong tháng này. Thiên Can Ất thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự sinh trưởng, phát triển và sự sống. Với người tuổi Canh Tuất, Thiên Can Ất mang đến những tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Tháng này, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn khởi động những dự án mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Sự khéo léo và tư duy sáng tạo sẽ giúp bạn thu hút sự chú ý của cấp trên, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, Thiên Can Ất cũng có thể mang lại áp lực trong công việc. Bạn cần phải tập trung và cố gắng nhiều hơn để vượt qua những thách thức đang chờ đón. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Hãy nhớ rằng, sự phát triển không bao giờ đến từ những con đường dễ dàng. Địa chi Hợi thuộc hành Thủy, mang đến sự êm đềm và thuận lợi. Thủy hỗ trợ cho Mộc, nên 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này sẽ là thời gian thuận lợi để bạn khai thác tiềm năng của bản thân. Những người tuổi Canh Tuất sẽ thấy sự nghiệp có những bước tiến rõ rệt, cơ hội thăng tiến và tăng lương là điều hoàn toàn khả thi. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đặc biệt là từ đồng nghiệp và bạn bè. Hãy tận dụng những mối quan hệ này để mở rộng mạng lưới xã hội và tìm kiếm cơ hội mới. Về mặt tài chính, Hợi Thủy mang đến nhiều điều tốt lành. Bạn có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ từ những nguồn không ngờ tới. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận với những quyết định đầu tư lớn,
Đừng để sự cám dỗ làm bạn mất phương hướng. Hãy lên kế hoạch cụ thể và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Xét về ngũ hành, sự tương sinh giữa Mộc và Thủy sẽ giúp người tuổi Canh Tuất cảm thấy thoải mái hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Năng lượng tích cực sẽ thúc đẩy bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được mục tiêu. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Mộc và Thủy cũng khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong công việc. Hãy mạnh dạn thể hiện bản thân và đưa ra những ý tưởng mới mẻ. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý đến sự tương khắc với hành quả. Nếu có sự xuất hiện của các yếu tố quả trong tháng này, bạn có thể gặp phải một số rắc rối trong công việc. Quả có thể làm giảm đi năng lượng của Mộc, gây ra những cản trở không mong muốn. Hãy cẩn thận trong các quyết định và giao tiếp, đặc biệt là với những người có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến bạn. Về sức khỏe, tháng 10 sẽ là thời điểm để bạn chú ý đến việc chăm sóc bản thân. Hợi, Thủy mang lại sự thư thái, nhưng nếu không chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt, bạn có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe nhỏ. Hãy thường xuyên tập thể dục và duy trì lối sống lành mạnh. Trong chuyện tình cảm, tháng này có thể có nhiều điều bất ngờ. Nếu bạn đang độc thân, Hợi, Thủy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bạn gặp gỡ những người mới. Sự ấm áp và thân thiện sẽ giúp bạn thu hút được sự chú ý từ người khác. Đối với những người đã có gia đình, hãy dành thời gian chăm sóc và hiểu nhau nhiều hơn. Đây là lúc để hâm nóng tình cảm và xây dựng mối quan hệ vững bền. Đúng trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm 2024, với sự hiện diện của thiên can Ất và địa chi Hợi, mang đến cho người tuổi Canh Tuất nhiều cơ hội và thách thức. Hãy tự tin bước vào tháng mới, tận dụng mọi cơ hội và vượt qua mọi khó khăn. Bằng sự kiên trì, nỗ lực và trí tuệ, bạn hoàn toàn có thể gặt hái được những thành công mà mình mong muốn. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Bước vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ phải đối mặt với một giai đoạn đầy biến động. Tuy bề ngoài, mọi người có thể nhận thấy bạn có phần khác biệt và thậm chí cho rằng bạn đang gặp khó khăn, nhưng thực tế không phải vậy. Bạn đang chìm đắm trong công việc, bỏ qua nhiều khía cạnh trong cuộc sống thường nhật và vì thế, đôi khi bị hiểu lầm. Sự tập trung cao độ vào công việc đã khiến bạn bỏ qua việc chăm sóc bản thân, làm nhiều người cho rằng bạn đang trong giai đoạn không tốt. Tháng này, ngũ hành xung khắc sẽ khiến mối quan hệ của bạn với những người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên có phần căng thẳng. Sự khác biệt trong quan điểm dễ gây ra mâu thuẫn. Đây là lúc bạn cần giữ vững sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Đôi khi, không cần phải giải thích hay thuyết phục quá sớm. Hãy để kết quả công việc là câu trả lời rõ ràng nhất. Lời khuyên cho bạn là hãy tự tin với những việc nằm trong khả năng của mình, kiên trì xử lý mọi vấn đề và tránh chia sẻ ý tưởng quá sớm, để tránh bị người khác ngăn cản hay hiểu lầm. Mộ nhập mệnh trong tháng này khiến bạn có xu hướng trở nên sâu sắc và chi tiết hơn trong từng quyết định. Dù có vẻ bên ngoài mọi thứ đang bị trì hoãn, thực ra bạn đang cần thêm thời gian để thu thập thông tin và đánh giá kỹ lưỡng mọi khía cạnh. Đây chính là một biểu hiện của sự thông minh và cẩn trọng, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn trong tương lai. Vận trình tài lộc trong tháng này nhờ có sự hỗ trợ của Thái Dương Cát Tinh mà trở nên rực rỡ hơn. Những nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, đối với những người độc thân, nhân duyên có nhiều khởi sắc, mở ra cơ hội gặp gỡ những người có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, đối với các cặp đôi, chuyện tình cảm lại không thuận lợi như mong muốn. Khi bạn quá tập trung vào công việc, người kia sẽ dễ dàng cảm thấy bị bỏ rơi và sinh ra sự giận dỗi. Đây là lúc bạn cần cân bằng giữa công việc và tình cảm, biết khi nào cần dừng lại để vun đắp cho mối quan hệ. Bản mệnh tuổi Canh Tuất vốn là người chăm chỉ, tiết kiệm và luôn suy nghĩ thận trọng trong việc chi tiêu. Tháng này, nếu bạn có được sự đồng hành của một người bạn đời biết quản lý tài chính, cơ hội đổi nhà, đổi xe là rất cao. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và tính toán hợp lý mà bạn đã và đang thực hiện. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, mở ra cho tuổi Canh Tuất một giai đoạn bận rộn nhưng đầy tiềm năng. Nếu biết cách cân bằng giữa công việc, mối quan hệ và tài chính, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch.
Xem tử vi trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cho thấy, thời điểm này, bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe của mình là điều không nên nhé. Nếu có thể, nên tìm giải pháp cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp. Trong công việc, điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Ngoài ra, tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công, để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình trong công việc chuyên môn, bạn sẽ nhận được thử thách khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở nên bạn sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh 1970, trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Tử vi trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, lúc này, con giáp tuổi Canh Tuất sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các vật phẩm xa xỉ, vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên. Tử vi 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch cho thấy, tuổi Canh Tuất may mắn được thực thần ghé thăm, mang lại cho bản mệnh những buổi gặp gỡ ra tiền. Cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện, những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người cùng chung chí hướng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tuất sinh 1970, trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Căn cứ vào tử vi trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tuất cho thấy, sức khỏe của bản mệnh thời điểm này không thật sự như ý. Thời điểm này bản mệnh dễ bị ho khan, khô mũi, khô da, bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng để khát mới uống. Ngoài ra, thời tiết này rất cần cấp ẩm cho da, nên thường xuyên sử dụng dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Đừng quên chống nắng cho dù có những ngày dâm mát khiến bạn chủ quan nghĩ rằng không cần thiết, có dấu hiệu của làm việc quá sức. Vì khi bạn tập trung dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được, hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để bản thân kiệt sức nhé. Nhị hắc nhập cung Đông Nam nhắc nhở người mệnh này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điểm báo phong thủy hàng ngày cho thấy, sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm, có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xét về phương diện tình cảm gia đình và các mối quan hệ của tuổi Canh Tuất sinh 1970, trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Về chuyện tình cảm của tuổi Canh Tuất trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, do được tương sinh nên quan hệ với cha mẹ con cái rất tốt, các mối quan hệ với cha mẹ, con cái sẽ trở nên hòa thuận, thương yêu hơn, người tuổi Canh Tuất trở nên hiền hòa, nhân hậu, dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương. Tính tình lương thiện, biết chăm sóc người khác nên người có gia đình khá thuận lợi. Có điều người độc thân hơi thiếu tính thị phi, tự biến mình thành người nhu nhược, thiếu hấp dẫn. Bản mệnh là người chịu đựng khá tốt nhưng quá nhạy cảm, chỉ cần một lời đánh giá nhẹ nhàng từ người khác cũng khiến người tuổi Canh Tuất cảm thấy bực tức. Tuổi Canh Tuất chú ý nhé. Khi căng thẳng tích lũy hàng ngày và khi chạm đến mức giới hạn thì bạn sẽ khó mà kiềm chế cảm xúc của mình. Khi tức giận, Canh Tuất cũng sẽ trút bỏ ra cho đến khi hết sạch toàn bộ những cảm xúc kìm nén từ lâu. Với những người xung quanh thì những cơn bùng phát này của người tuổi Canh Tuất khá dữ dội. Khẩu quyết: trong thời điểm này, thu nhập ngày càng tăng, công việc làm ăn buôn bán hanh thông. Quý nhân: tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tiểu nhân: tuổi Sửu, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Con số may mắn: 88, 32 và số 10. Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Tử vi từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch của 12 con giáp dự báo, người tuổi Canh Tuất được sao Thiên Đức Cát Tinh đỡ đần nên vận trình rất tốt, vốn dĩ sẽ gặp rất nhiều ngày xung.
có thể sẽ khiến bạn khó khăn, rủi nhiều may ít, nhưng nhờ hậu thuẫn của các tinh mà vận trình được cân bằng hơn nhiều, nhưng cũng có trợ lực, bản mệnh cứ cố gắng thì sẽ vượt qua. Nhờ có được thiên đức giúp đỡ nhiều nhất trong công việc nên gặp người tốt, công việc hài hòa, dù trắc trở không ít dễ vướng vào những việc khó giải quyết, nhưng nếu đồng lòng, đồng sức cũng không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, để hy vọng đạt được thành tựu rực rỡ thì không thể, chỉ tạm tạm mà thôi. Tài lộc trong những ngày này có một chút thiên tài bên cạnh chính tài, tuổi Canh Tuất có lộc nên đầu tư chút ít, làm ăn buôn bán nhỏ hoặc đổi chác qua lại kiếm thêm cũng được, nhưng đừng nên tham lam theo đuổi con đường này, sẽ gặp tổn hao nặng nề hơn nữa. Trong thời điểm này có kiếp tài chủ về mất tiền mất bạc, kiếm được rồi cũng phải chi ra, không giữ lại được. Xấu nhất trong vận trình của những ngày này chính là sức khỏe cản trở rất nhiều dự định của tuổi Canh Tuất, vốn muốn làm việc này, việc kia, nhưng việc thân thể yếu đuối, mệt mỏi mà chẳng làm được gì, thậm chí nhiệm vụ cấp trên giao còn mãi mới hoàn thành. Chủ yếu là thời điểm này có thổ dưỡng hại dạ dày và gây mất cân bằng âm dương, hãy lưu ý hơn tới phương diện này. Tử vi từ ngày 26 đến hết tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Tuất sinh 1970. Người tuổi Canh Tuất đón những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch khá vui vẻ và suôn sẻ. Canh Tuất là một trong những con giáp có vận trình tốt lành nhất, gặp nhiều may mắn nhất. Điểm đáng lưu tâm nhất là Canh Tuất sẽ thay đổi môi trường làm việc theo chiều hướng tích cực, từ đây mở ra những cơ hội mới mẻ, phong phú và nhiều thú vị. Thực chất trong những ngày cuối tháng này, vận trình cũng không quá tốt, nhưng nhờ tâm thái vững vàng, cộng thêm may mắn, tuổi Canh Tuất đã chuyển mình và đạt được nguyện ước. Trong thời điểm này có điểm báo đổi việc hoặc thay đổi hẳn nơi công tác, nâng cao vị thế của bản thân, cả tiền lương, tiền thưởng cũng có tiến bộ rõ rệt. Ra đường cũng được người khác giúp đỡ, không phải Canh Tuất không gặp chuyện khó khăn mà lại có nhiều người giải quyết giúp nên nhẹ nhàng hơn. Không thấy đó là khó khăn, để hạnh phúc nhân rộng, bản mệnh hãy tích cực làm việc thiện, chăm chỉ đỡ đần những người khác nữa nhé. Trong những ngày cuối cùng của tháng, chuyện tình cảm ổn nhưng có sóng ngầm, thiên diêu tìm đến Canh Tuất là đào hoa nhưng đa nghi, yêu đương thuận lợi xong cũng có những vướng mắc cần giải quyết. Hai người chưa thật sự thẳng thắn với nhau, yên ổn chỉ là tạm thời, nếu cứ tiếp tục thì đây sẽ là nguy cơ khá lớn với mối quan hệ này. Bí quyết cải mệnh của tuổi Canh Tuất sinh 1970 trong 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Người xưa có câu, tiểu phú do nhân, đại phú do thiên, hay có người lại nói, đại phú nhờ vào mệnh, tiểu phú nhờ vào căn. Nhưng tất cả chúng đều mang ý nghĩa rằng, một người có thể trở thành đại phú hay không là do ông trời đã định, chúng ta không có cách nào để thay đổi được. Trong khi đó, một người muốn trở thành tiểu phú, người có cuộc sống khá giả thì cần phải có sự nỗ lực cá nhân, cần kiệm mà thành, hay tạm hiểu rằng, trong mệnh mình có cái gì thì dù hiện tại chưa như ý, nhưng sau này mình cũng sẽ được hưởng mà thôi. Ngược lại, trong mệnh không có thì dù có cưỡng cầu cũng không ích gì. Ví như ai có số trung lưu, do có phúc phần tích từ kiếp trước, nên dù thế nào cũng không đến nỗi nghèo đói, nếu họ gặp vấn đề sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, bản thân dù cố gắng hết sức thì cũng ở mức no đủ, không lên đến đại phú, còn số nghèo thì có thể dùng ý chí để cải thiện số mệnh, nhưng khi cố gắng thì hay gặp trắc trở, không thuận lợi như những người khác, cứ hay lận đận, mà không làm thì không trông chờ được có nhiều sự giúp đỡ, cố gắng hết sức thì cũng dừng ở mức tiểu phú. Còn người nào số đại phú, họ thường được đưa tới những cơ hội để không ngừng vươn lên, tiền bạc có thể đổ về, họ muốn ngừng làm việc cũng không được. Thế nên thông qua câu nói này, người xưa muốn dằn dạy chúng ta rằng, hiện tại của ta dù thế nào cũng không quá quan trọng, chưa giàu thì đừng buồn sầu, mà đang sung sướng cũng đừng vội kiêu căng, dù bạn là ai cũng cứ sống cần kiệm liêm chính, cứ làm tốt việc của mình là đủ rồi, cái gì là của mình rồi sẽ đến. Câu nói trên rất đề cao việc chúng ta sống cần kiệm nhằm đảm bảo cuộc sống an vui, tránh xa nghèo khó, nhưng cũng phải biết đủ, vậy ta phải biết đủ để tâm thôi mệt mỏi. Vì thậm chí trường sinh bất lão hay của cải chất đầy có khi là vô nghĩa, cũng đừng mong làm giàu nhanh chóng vì phước đức của ta cũng chỉ nằm trong một giới hạn nào đó. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.